chi. Thầy tới Tây có làm cái gì không thầy? Để nói tới Tây với thầy. Tết Tây năm mới, chúc tất cả mọi người đều có quần áo mới, bao lì xì nhiều, rồi người thân ở bên cạnh nhau, đoàn tụ gia đình, xuân xuân con cọp, là xuân năm 2022 là xuân của cọp vàng. Cọp là mãnh hổ, là một rừng, ở rừng xanh là chúa tể của thiên nhiên, chúa tể của rừng xanh. Ai vô là nó tóm gọn là loài hổ, là loài nguy hiểm nhất và ăn thịt người. Đó, nên năm nay cẩn thận, người nào không ấy nó ăn thịt luôn, nó nuốt sống luôn. Đó, rồi chúng ta Tết năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý muốn, vạn sự cát tường, mọi sự đều bình an nhất, an lạc, mọi người sống vui vẻ và gặp được điều thuận 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 buồm xuôi gió, mọi điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời, gia đình nào cũng đoàn tụ, nhà nhà ấm no. Con cháu thì đầy đàn, làng xóm thì vui vẻ, nhà cửa thì khang trang, nhà lầu xe hơi, tiền thì lúc nào cũng đầy túi, đầy tây tủ, vàng thì để đầy kho, đầy hầm chứa những cái tiền bạc vật chất, rồi những cái hạt sòn, kim cương, mã não, lưu ly, trân châu. Tết năm nay thầy cầu chúc cho tất cả mọi người an vui hạnh phúc, mọi mọi điều ấm no, rồi được đi hái lộc từng chùa, rồi được đi chùa, rồi được đến chùa, được vui vẻ, được chụm bức hình kỷ niệm nè, rồi được hái được những cái lộc đem về gia đình. Thì thầy làm hai cái Tết lớn, Tết Tết Tây và Tết Ta, hai cái Tết ăn Tết nó đều là vui vẻ và hạnh phúc, và một cái điều may mắn rằng đất nước chúng ta là một đất nước vui vẻ và hạnh phúc, và phát đang trên nền phát triển trên cộng đồng xã hội, và đang phát từng bước đường đường xá cầu cống đờ điện nước rồi thủy lợi, rồi tất cả các phát triển về đường cao ốc, đường hầm, đường sông, đường suối, đường biển, rồi những tòa cao ốc từ 81 đến 150 tầng, rồi những cái chùa chiền cũng từ một tầng hai tầng lên thành 15 đến 32 tầng. Rồi thầy mong muốn tất cả mọi người cái Tết này sẽ ấm cúng nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất, đoàn tụ gia đình nhiều nhất, và lúc nào cũng bên cạnh cha mẹ ông bà. Mong rằng những cái Tết vui vẻ như thế này là điều may mắn cho nước Việt Nam chúng ta. Mong rằng chúng ta đất nước cường mạnh, cường tráng, rồi lúc nào cũng hy sinh vì đất nước, vì đồng bào quê hương của mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để đem cái sự an khang và đem cái sự hạnh phúc, và tất cả các khu du lịch sẽ được phát triển, và các dịch vụ du lịch sẽ sau này được mạnh nhất thế giới. Và Việt Nam mình trên 5.000 cái hòn đảo ngoài biển khơi đều làm những khu hút được ha các cái du lịch nước ngoài 192 nước, và được mở rộng các cái đường biển, đường biển, đường bay, rồi sân bay ở các côn đảo, rồi các khu du lịch lặn coi san hô, rồi các cái tòa nhà cao ốc nữa nằm ở giữa lưng lửng giữa biển. Rồi chúng ta sẽ đi hầm, có cái đường hầm dưới lòng đất, sẽ đi xuống xuống biển để ngắm những con biển san hô dưới lòng đất. Rồi chúng ta được đi chơi vui trong cái ống kính, nghĩa là cái hầm ở dưới bằng bằng kính, thì chúng ta đi dưới lòng biển đó sẽ thấy cá sống thiên nhiên, không cần phải phải đi bắt hay đi dòm đâu, mà xuống dưới mua cái vé ví dụ như 1 triệu cái đầu xuống đi ra giữa biển, cái chúng ta sẽ ngắm những cái loài cá là sống sự thật, san hô, rong biển, rồi cá có hàng ngàn cái loại màu khác nhau, rồi có nhiều nhiều loài cá bằng cái nhà ví dụ như 100 tấn, 1.000 tấn, có loài cá rất là tuyệt vời. Hai mặt khán giả cũng xin cảm ơn thầy đã chúc nha. Thầy cho con hỏi là Tết Tây này á, chùa của mình có tiếp mục gì không thầy? Bây giờ tiếp đón các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nhất,
đến với chùa mình làm những cái về chúc Tết, về những câu nói nhân gian, những cái bài kịch độc tấu làm cho hài hước cho mọi người vui về cái Tết xuân, và mời tất cả các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng các danh hài về với chùa thầy cùng với thầy đóng những cái vai diễn đơn giản và vui nhộm và hấp dẫn, và làm cho họ giải trí được cái tinh thần thoải mái phấn chấn, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu nhân loại, yêu đồng bào, yêu đất nước, yêu người và người, và yêu các loài vật. Chúng ta cùng nhau tùng tùng tắc tùng 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 tắc 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 tùng 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 tắc tắc tết 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 tên rồi tết 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 rồi tết 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 hay gắt ta vui hơn cái gì vậy các bạn. Lộc đây chùa, lộc đây nhà, nhà nhà ấm no hạnh phúc tràn đầy. Dạ cảm ơn thầy. Gì nữa hoài được rồi, giờ làm mai nè. Dạ thầy cứ làm đi thầy, con hỏi gì con hỏi. Tết này có thầy, thầy có làm Tết không thầy? Nè đang làm nè. Cái đó là Tết mạnh. Cái này là thầy gắn lên cây, còn thầy có làm Tết ở chùa đó thầy. Thì đang làm, giờ ai đi in cho thầy mấy cái băng ron về chúc mừng năm mới. Băng ron nó cái sân khấu làm 4 tấm. Thì tấm 2 mét để đo được cái chiều dài đó là coi 2 mét mấy vuông nhất. Rồi chúng ta sẽ làm cái cảnh, thầy sẽ dựa tường, thầy làm những cái sát vào tường, làm những cái cảnh đẹp. Rồi cần 50 cái cây sen bằng giả. Rồi chúng ta sẽ như từng cái bạn làm cái làm nhỏ nhỏ vậy nè, mua mốt để trên bàn có hoa sen, rồi có bông khạc thì để dưới đất, tại vì bông khạc thường thường là bự, cái bàn mình nó nhỏ nên mình chỉ để cái bàn bông sen là chỗ đẹp, rồi những cái cây mà lọc vàng bằng vàng, lọc vàng đồ này, những Tết thì những cái mình phải mua, ví dụ chục cái khẩu vàng này nè, không nhiều nè, cái này khẩu vàng nè, chúng ta sẽ đây là mua cái khẩu vàng này nè cho nó đẹp, cái này là năm ngoái. Dạ. Đó, năm nay chúng ta làm những cái khổ vàng cực kỳ đẹp, hấp dẫn. Đó, có vàng nè đó, thấy không? Dạ. Vàng bè tá quý. Vàng đó, thấy không? Vàng. Đó, rồi chúng ta sẽ để lên bàn nó lịch sự và đẹp. Đó, đâu đâu cũng có vàng. Đó, thấy không? Vàng không? Nè, con Tết là chúng ta phải mua vàng về mới may mắn nè. Vàng rồi, đồng tiền. Vàng, đồng tiền, tiền, đồng vàng. Vàng đồng tiền, tiền đồng vàng. Ta để giữa bàn vậy nè, nhưng mà ta để bánh mứt rồi, nên là những cái ba chúng ta sẽ thiết kế đồ để lại trên nó đẹp. Cái này phải sửa lại thầy. Rửa lại, để... tắm lại. Này năm ngoái, ngày năm ngoái thì năm nay khác. Cái đó là Phật tử. Không, cái đó là Phật tử cúng cho thầy hay là thầy tự mua thầy? Năm ngoái cái bà, cái đầu cá lóc đó đỡ. cái gì cá la hán á, cái đầu có vô đây nè. Dạ. Bán thầy mua đó. Mới đầu bà cúng. Cái cô đó ở đâu thầy? Ở Đồng Nai á. Mới đầu bà không có cúng, lát cái bà lấy tiền. Dạ. Sao quay ngược lại kỳ vậy? Đúng rồi thầy. Thầy đang cắm bông tiếp với quý vị và các bạn. Cắm bông cho những cái cây mà chưa có bông. Thầy vẫn tiếp tục làm bông. Thấy không? Đẹp chưa? Thầy làm như vậy, cái tâm trí thầy có thoải mái không thầy? Chứ làm sao không thoải mái? Chứ lại bực mình, hỏi kỳ cục. Xuân về Tết đến ta chuẩn bị đẹp gì vẫn không có thoải mái không? Chúng lại bực mình. Phải vui chứ, năm mới phải vui chứ. Chúng lại gặp mày tao quạo chữ hoài. Hỏi câu thấy mất ghét rồi. Nãy giờ thầy năm nay thầy... Người ta nói là thầy lúc nắng lúc mưa giữa trưa lại có tiếng. Ai mà biết đâu mà gờ thầy. Cùng như mày á. mày trước chọc người ta kêu mà lúc nắng lúc mưa. Tao hỏi mày giờ giống như tao la cái đứa này đứa kia cái lại hỏi ồ thầy la tôi vậy. Khùng cũng vừa phải thôi. Ta chữ nào tự nhiên mình ngồi đó ta chữ làm gì? Dạ. Ta chữ về cái gì đó tự nhiên cái ngồi hóng mó lên.
Không, hóng mỏ hay. Nói sai rồi. Hóng mỏ, người ta nói hóng đó mày đỡ tự ái hơn. Gọi là chồng đích lên trời. Một cành hoa em cài lên. Đã thì chữ mày nói sao mà học chữ. Hay làm bông đẹp quá. Giờ tao hỏi giờ tao chữ mày mày buồn không? Dạ không. Rồi nha, mày nhớ mày nói một chữ mày đừng buồn. Nhớ nghe coi đây, những người này chứng minh nha. Dạ. Mày chọc người ta mà kêu người ta đừng có chữ. Con là kênh gì thầy? Ốc tiêu. Các bạn yêu hết mình thì nhớ đăng ký cho mình nha. Không phải yêu hết mình mà là yêu hết những cái clip qua gì thầy. Thì các bạn hãy đăng ký giúp mình nha. Thầy rất là hài hước. Các bạn ơi, mới phát hiện ra một một cây mai độc lạ nhất Việt Nam, cây mai ga chanh. Cây mai giả mà ga chanh nha. Một vị khán giả đến chùa đã gắn vô trong buồn cười. Thầy cho câu hỏi, năm mai bông mai từ năm trước hay là thầy mới mua thầy? Dạ. Mấy bông cũ lắm, ngoài đường mấy bông cũ thôi. Dạ. Bông chùa cũng mới hết. Ngoài đường thì mình xịt nước là hết bụi, bông cũ bông mới thì cũng vậy. Dạ. Bông mới cũng như đó, bông cũ cũng như đó. Thầy mua bông mai hết thảy nhiêu đây là bao nhiêu tiền thầy? Hết 30 triệu. Hết 30 triệu. Tính lại 60 ký. Dạ. Nên đến hết mới 30 triệu mà bây giờ mình mới có mua 60 ký thì mới có 8 triệu mấy. Dạ. Giờ ai ủng hộ thầy 20 triệu nữa là 120 ký. Dạ. Giờ đào với mai nữa thì thầy sẽ làm đủ trang trí vô là bàn nào cũng có mai. Tết năm nay may mắn điều dạ. Mọi điều thuận lợi bình an hết. Đến chùa là vui xuân Tết đến, đẹp rực rỡ. Đó, Tết còn mấy ngày nữa, Tết Tây rồi nữa nè, thầy làm không kịp luôn nữa nè. Tết Tây là thầy khất sáng đêm, ai đến là thầy làm cà phê sáng đêm luôn, uống luôn, ở chợ từ, ở lại sáng đêm luôn. Dạ. Những cái ngôi chùa khác thì Tết Tây hoặc Tết Ta gì á, có đọc kinh, chùa mình có đọc kinh không thầy? Tụng kinh ngày mấy nói cho... Ngày nào cũng tụng hết. Không, Tết Tây là khác tây mà. Ta, ngày nào cũng tụng kinh giống nhau hết á. Dạ. Mệt quá, ông kệ ơi. Không lẽ đợi ngày Tết mới tu, mấy ngày thường cũng tu. Dạ. Dạ, con xin lỗi thầy. Con đâu dám nói gì thầy đâu ạ. Ăn, ngày nào cũng ăn, ngày đợi tới Tết mới ăn, ngày thường mới ăn. Ta ăn Tết rồi ta nói năm có một lần, thầy ta ăn lớn. Rồi khách khứa đến là người ta làm gì cũng đẹp. Dạ. Hình như con nghe tiếng mèo con đó thầy. Mèo ở nhà đẻ thầy. Ừ đúng rồi, ai sinh lụm hết cho thầy đi. Dạ. Nuôi mèo lắm. Đẻ mấy con thầy? Ở đây có chó đúng không con. Thầy? Có giờ chó. Không. Có chó mèo gần chùa mới yêu cầu bắt hết giùm thầy đi. Thầy ghét nuôi mèo chó. Thầy đang gắn mai lên một cây mai, cây mai rất là to. Cây mai chứ cây gì? Dạ, cây này chỉ cây trà thôi thầy. Thầy gắn mai lên mới là cây mai.
cây mai, cái nhánh mai thì cây mai, cái nhánh mai thì cây tràm. Đối với nói chuyện thì chết nói chuyện bệnh bệnh, đau đau gì đâu thiệt khổ. Chọc cho thầy vui chút mà. Không chuyện, là, điên điên không những người quay YouTube là cố tình hỏi thầy để cho không, không có được phải xem. Thầy em gì người ta đến người ta bực mình coi là người ta nói thằng này hỏi khùng rồi hay nữa. Mình hỏi là cây mai này thầy cắm bao nhiêu ký, rồi bao nhiêu tiền hay là cần đủ chưa, mày không hỏi, mày hỏi gì đâu không. Hỏi người ta cần thiếu mai mày không ủng hộ cho thầy vài ký mai nghe có lý thôi. Mày hỏi điên hỏi khùng gì đó không. Rồi ai mà anh? Dạ. Ai đứng tửng? Lúc nắng ai lúc nắng lúc mưa? Mày kêu người ta đựng chữ thì mày hỏi sao một câu mà ta thấy vui. Hỏi câu nào cũng hóc búa trên trời dưới đất thì. Dạ chắc con lúc nắng lúc mưa đó thầy. Mà tụi bay nắng rồi bay đổ thừa mày chùa nắng. Tụi bay gì? Tao nắng chắc tụi bay nứng. Cây mai rất là bự. Không biết gắn mấy ký ta. Chắc này 2-3 ký quá. 6 ký à. Đó làm hết cái bao đó là hơi ký. Dạ. Rồi cái này là cái cũ qua, ở cái cũ phải làm qua. Dạ. Cái qua gì bữa nay. Bữa nay mới có mấy bông à. Nãy bỏ ra chỉ được chục hay chục bông. Thầy gắn mai có chuyên nghiệp ha quý vị và các bạn. Gắn mai chuyên nghiệp. Quý vị khán giả nào có muốn thầy gắn mai thì liên hệ tới mình nhé. Ai ủng hộ thầy mua mai. Làm mai tiền đi, nghe có lý. 5 ký, 10 ký nghe thử coi. Ký 100 rưỡi. Các bạn ơi, thầy đang kêu quyên góp để mua mai đó quý vị và các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ thầy nhé.